Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bài học tiếp theo của chúng ta. Như trong bài học trước thì tôi còn nói về việc chúng ta cần phải phát triển những em nhỏ thông minh mà không bị lệch lạc. Thì trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một số phương pháp để làm được điều đó. Nhưng trước hết, quý vị cần phải lưu ý xem là con mình thiên về loại hình thông minh nào. Khi chúng ta biết là con của quý vị thiên về loại hình thông minh nào thì chúng ta có thể tìm được cách kích hoạt cả những dạng thông minh khác nữa để đảm bảo cho em bé có thể có được cái sự phát triển hài hòa, có vượt trội mà có hài hòa, không bị lệch lạc. Tôi lấy ví dụ, nếu con của quý vị có biểu hiện của trí thông minh nội tâm, để trẻ không bị trầm lắng quá thì quý vị có thể kích hoạt các cái dạng thông minh khác liên quan đến sự hướng ngoại như là thông minh tương tác, thông minh vận động. Hoặc là con quý vị có thiên hướng của trí thông minh vận động chẳng hạn, như bé thích hiếu động, thích chạy nhảy nhiều, tuy chạy nhảy thông minh và kiểm soát thăng bằng tốt nhưng bé rất thích vận động, thì quý vị có thể kích hoạt các cái loại trí thông minh khác khiến cho bé đầm lại một chút, chẳng hạn như thông minh âm nhạc, thông minh toán học. Phần tiếp theo trong bài học này, tôi sẽ cung cấp cho quý vị một số bí quyết nhỏ để mà phát triển một số loại thông minh trong số 8 loại trí thông minh mà tác giả Howard Gardner đã đề cập. Đầu tiên là thông minh toán học. Tất cả mọi em nhỏ đều phải học toán, nhưng không phải em nào cũng thích học toán. Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta hãy cố gắng gắn liền toán học với một loại thông minh nào khác mà đang là thế mạnh của trẻ, để giúp cho trẻ tìm thấy hứng thú, tìm thấy cảm hứng trong học tập. Ví dụ một em nhỏ có sự vượt trội về ngôn ngữ và không thích các con số lắm thì quý vị có thể diễn tả các bài toán bằng lời thay cho bằng số. Chẳng hạn như thay cho hỏi em nhỏ là 3 cộng 3 bằng mấy thì chúng ta sẽ chuyển bài toán ấy bằng lời. Chẳng hạn như mẹ có 3 quả cam ở trên bàn, bố lại mua về thêm 3 quả nữa, hỏi là bố mẹ có bao nhiêu quả cam. Như vậy những em mà có thông minh ngôn ngữ sẽ bắt đầu thích cái con số trong những bài toán có lời. Và với cách như vậy thì những em nhỏ có sự thông minh vượt trội về ngôn ngữ sẽ hình dung ra bài toán dễ dàng hơn và thích thú hơn. Hoặc là một em nhỏ có thiên hướng là về thông minh về hình ảnh và màu sắc thì chúng ta hãy làm cho những cái sự kích hoạt về toán học của em đấy đi theo phía là có nhiều hình ảnh và màu sắc. Quý vị có thể mua những cái bảng tính, những que tính có nhiều màu sắc để kích thích trẻ học toán. Quý vị cũng có thể vẽ ra những cái hình vẽ để minh họa những cái con số, những cái bài toán ra giấy để mà trẻ cảm thấy hứng thú khi nhìn vào những hình ảnh đấy. Nói tóm lại là hãy tìm cách liên kết giữa các cái dạng trí thông minh khác nhau với thông minh toán học, mà kết quả là làm cho trẻ vẫn giữ được cái dạng thông minh theo cái năng khiếu bẩm sinh của mình, nhưng mà vẫn phát triển được hài hòa với các cái loại thông minh khác. Về trí thông minh ngôn ngữ thì tôi cũng đã trình bày khá rõ trong khóa học là giúp trẻ nói sớm nói thông minh ở trên kina.vn. Còn trong thời lượng hạn hẹp của khóa học này, tôi chỉ nêu ra một số gợi ý cho quý vị phụ huynh nếu quý vị muốn kích hoạt cái khả năng thông minh ngôn ngữ cho trẻ. Phương pháp của chúng tôi là dạy trẻ bằng các học liệu lấy từ cuộc sống, bằng tác động đa giác quan và bằng cách tương tác với thế giới thực, với người thực. Các học liệu lấy từ cuộc sống đó là chúng ta dùng những đồ vật gần gũi với trẻ trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như bình sữa, như lọ thuốc nhỏ mắt, như các cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày, các món ăn mà trẻ thích, vân vân. Chúng ta lấy những cái đồ vật đấy để làm ví dụ minh họa cho trẻ, để mở rộng thêm vốn từ vựng của trẻ. Còn tác động đa giác quan nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chúng ta sẽ kích hoạt toàn bộ các giác quan của trẻ, bao gồm cả thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Trong thời đại mà nghe và nhìn hình như chiếm ưu thế như hiện nay thì các giác quan còn lại thường bị bỏ quên và rất ít khi được chú ý tác động trong các hoạt động giáo dục. Và nếu chỉ có thị giác và thính giác, chỉ có nghe và nhìn thì không đủ để trẻ có thể nhận thức được toàn diện tất cả những gì mà các em đang khám phá. Do vậy chúng ta phải kết hợp giúp trẻ chạm bằng xúc giác, ngửi bằng khứu giác hay thậm chí nếm bằng vị giác nếu đấy là những cái chất mà không nguy hiểm, những chất có thể ăn được. Có như vậy thì trẻ mới có thể cảm nhận một cách đầy đủ về thế giới xung quanh. Quý vị hãy giúp cho trẻ vận dụng tất cả các giác quan có thể để nâng cao khả năng của trẻ, để giúp cho trẻ hiểu được các sự vật hiện tượng gần gũi một cách dễ dàng. Từ đó giúp cho trẻ ghi nhớ được các cụm từ dễ dàng hơn và giúp cho trẻ có khả năng thông minh về ngôn ngữ, chứ không phải là chỉ có thuộc các cái từ vựng một cách là học vẹt, máy móc. Còn tương tác với người thực nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị có thể thấy hiện nay có rất nhiều gia đình có xu hướng cho các em tiếp xúc với các thiết bị công nghệ, chơi và tương tác với thế giới ảo từ rất sớm. Đây là một cái môi trường tương tác chỉ có một chiều, và những nhân vật ở trên phim, những nhân vật thậm chí có cả siêu nhân, cả hoạt hình đấy, không những là không thực về cái hình dáng, về
những cái bề ngoài mà cả không thực về trong cái tương tác. Và nếu cái tương tác một chiều như vậy, tương tác với thế giới ảo như vậy, nó lấn át cái sự tương tác thực, lấn át cái sự phản hồi của các nhân vật thực trong cuộc sống mà trẻ gặp hàng ngày, thì sẽ khiến cho trẻ gặp nhiều khó khăn và khiến cho trẻ có thể khó đạt được đầy đủ các tiêu chí thông minh ngôn ngữ. Trẻ em rất cần một cái môi trường tương tác tự nhiên, có nhiều cảm xúc, gần gũi với thiên nhiên và với đời sống thật. Từ đó sẽ làm tiền đề cho sự phát triển ngôn ngữ thông minh. Để giúp cho con phát triển trí thông minh ngôn ngữ, quý vị nên dành nhiều thời gian ở bên con, nói chuyện với con, đọc truyện, đọc thơ cho con nghe, thay vì để mặc con chơi một mình với thế giới ảo. Để hiểu thêm về vấn đề này thì quý vị có thể tham khảo về khóa học giúp trẻ nói sớm nói thông minh của chúng tôi cũng trên kina.vn. Tiếp theo tôi sẽ trình bày về phương pháp phát triển một dạng thông minh khác cũng rất quan trọng, đó là trí thông minh cảm xúc. Trí thông minh cảm xúc của trẻ, quý vị có thể hiểu một cách đơn giản, đó là khả năng trẻ nhận biết, hiểu được và truyền được cái cảm xúc của mình cho người khác. Một em nhỏ có chỉ số thông minh cảm xúc cao sẽ phát triển được tốt khả năng giao tiếp, sẽ diễn đạt được dễ dàng, sẽ hòa đồng được với bạn bè và thích ứng nhanh với cuộc sống. Ngược lại, một em nhỏ có trí thông minh cảm xúc thấp thì quý vị sẽ thấy là có thể sống thu mình lại, thiếu khả năng hòa nhập, thiếu bạn bè để mà cùng chơi. Những em nhỏ này khi lớn lên thì cũng khó tạo ra các cái mối quan hệ tốt để phát triển cái sự nghiệp trong một cái lĩnh vực nghề nghiệp nào đấy, đặc biệt là những lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến con người. Như vậy câu hỏi được đặt ra là chúng ta làm thế nào để phát triển được cái trí thông minh cảm xúc cho trẻ? Trong phạm vi của bài học này thì tôi chỉ có thể chia sẻ với quý vị một số phương pháp quan trọng nhất. Trước hết, chúng ta những người làm cha làm mẹ ai cũng hiểu rằng là cần dành cho con tình yêu thương, nhưng không phải ai cũng hiểu được cách giúp cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương đó. Trong thực tế, hầu hết các bậc cha mẹ đều rất yêu thương trẻ, nhưng mà không phải trẻ nào cũng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ đem lại. Do vậy nhiều trẻ không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, và những em nhỏ lớn lên trong niềm vui, trong sự lạc quan, trong hạnh phúc, tự tin thì những em ấy thường có thái độ tích cực đối với cuộc đời và với những người xung quanh. Còn những em nhỏ mà từ nhỏ đã cảm thấy không hạnh phúc, cảm thấy không được yêu thương thì những em ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên cái bước đường tương lai và sự nghiệp sau này. Ngoài tình yêu thương trong gia đình thì ngay từ khi còn nhỏ, quý vị cũng nên cho trẻ tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng để giáo dục trẻ biết sống hòa đồng với mọi người, biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Chúng ta không nên đáp ứng những đòi hỏi vô lý của trẻ, để giúp cho trẻ ngay từ nhỏ biết cách tự hạn chế cái lòng ích kỷ của mình và trẻ biết cách điều khiển cảm xúc của mình. Một gợi ý khác mà tôi cũng hay khuyến khích các bậc phụ huynh sử dụng, đó là giải thích cho trẻ hiểu được sự liên quan giữa hành vi của trẻ với cảm xúc của những người xung quanh. Chẳng hạn như khi trẻ lấy đồ chơi của bạn thì quý vị có thể nói rằng là con hãy tưởng tượng xem nếu con là bạn thì khi con bị người khác lấy đi những đồ chơi của mình, những đồ chơi mà mình yêu thích thì con cảm thấy như thế nào. Bằng cách này thì quý vị sẽ giúp cho trẻ hiểu được cảm xúc của người khác, từ đó tăng cường cái trí thông minh cảm xúc cho trẻ. Tiếp theo tôi sẽ nói về trí thông minh nội tâm. Một em nhỏ có trí thông minh nội tâm cao là em ấy luôn biết mình cần gì, muốn gì, biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bản thân và biết cách sống hòa hợp với nó. Một người có trí thông minh nội tâm thấp thì thường dễ mất phương hướng trong cuộc sống. Để rèn luyện trí thông minh nội tâm cho trẻ thì quý vị hãy kích hoạt sớm cho trẻ những cái phương pháp để lập mục tiêu, để lập kế hoạch cho mỗi cái hoạt động của mình. Để có thể lập được mục tiêu và kế hoạch tốt thì trẻ cần phải biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu, cái gì mình có thể làm được, cái gì mình không thể làm được. Quý vị cũng có thể khuyến khích trẻ là ghi chép lại những cảm xúc của mình, hoặc là có lúc quý vị sẽ dành những thời gian để ngồi xuống bên con, nói chuyện cùng con và phân tích những gì đang xảy ra trong cuộc sống của con để con hiểu rõ được cái nội tâm của mình. Một em nhỏ có trí thông minh nội tâm tốt thì sau này lớn lên sẽ biết cách vạch ra kế hoạch cho cuộc đời của mình và sẽ nhạy cảm với cái thế giới nội tâm của người khác. Nó rất khác với những em mà thiếu cái trí thông minh nội tâm từ nhỏ. Thưa quý vị, như vậy là tôi vừa trình bày một số phương pháp kích hoạt 4 loại trí thông minh trong số 8 loại trí thông minh của tác giả Howard Gardner, bao gồm thông minh toán học, thông minh ngôn ngữ, thông minh cảm xúc, thông minh nội tâm. Quý vị cần lưu ý rằng là những phương pháp được đưa ra trong bài học này chỉ mang tính chất tổng quát. Để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta cần có những khóa học chuyên sâu hơn. Còn lại 4 loại thông minh khác bao gồm thông minh vận động, thông minh âm nhạc, thông minh không gian và thông minh về thế giới tự nhiên sẽ được trình bày với quý vị trong những bài học tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị.